Thanh Hương là một trong những nghệ sĩ lần đầu tham gia Gặp Nhau Cuối Năm Táo Quân 2024, quen thuộc với khán giả qua rất nhiều vai nữ chính trên phim truyền hình. Thanh Hương lần này biến hóa trên sân khấu của Táo Quân với những lời thoại dài như bản rap, đồng thời bộc lộ tài năng về múa, hát. Nữ diễn viên này bày tỏ về màn xuất hiện đặc biệt trong Táo Quân với dân Việt. Nữ diễn viên từng gây ấn tượng với vai Luyến Lươn trong năm vừa qua đã cho biết được làm Táo Quân là một điều may mắn mà chưa chắc cả đời người đã có được. Táo Quân đã là một thương hiệu nhiều năm vào dịp Tết với các gia đình Việt. Đây là một vinh dự vô cùng lớn cho tôi và cả nghệ sĩ trẻ khác, nên bận rộn thế nào chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp được tham gia dù là vai ngắn. Tôi được tham gia hai vai trong Táo Quân, đây cũng là may mắn hơn những người khác. Thanh Hương bày tỏ cô cũng tưởng tượng ra cảnh được cùng cả nhà quây quần tối 30 Tết và xem Táo Quân, trong đó lại có nhân vật mình đóng là niềm hạnh phúc vô bờ. Đây không chỉ là may mắn mà còn là mơ ước của người nghệ sĩ, đồng thời cũng là áp lực để nữ diễn viên làm thật tốt. Thanh Hương cho biết cô nhận được lời mời tham gia Táo Quân 2024 từ lâu nhưng không dám chia sẻ thông tin từ trước đó. Một phần vì quy định của nhà đài, một phần nữa vì cô muốn không bị ảnh hưởng tâm lý, phân tâm trong quá trình tập trung vào vai diễn. Nói về chủ đề hay định hướng trong chương trình Táo Quân, Thanh Hương chia sẻ cô là diễn viên nên không có quyền quyết định điều đó. Việc của diễn viên là tập trung vào diễn xuất, phải làm tốt vai của mình để làm sao vai diễn lần đầu trong Táo Quân này thật ấn tượng. Được tham gia chương trình là mơ ước của nhiều người còn chưa thực hiện được, nhưng Thanh Hương đã có cơ hội này nên bản thân phải nắm bắt để làm thật tốt. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ có hấp dẫn, có làm cho chương trình hay hơn không, Thanh Hương cho rằng các diễn viên không thể nào trả lời được câu hỏi này. Ngoài diễn viên Thanh Hương, Táo Quân 2024 còn có rất nhiều nghệ sĩ khác cùng tham gia như Đỗ Duy Nam, Việt Bắc, Trung Duồi, Dũng Hớn, Anh Cường Cá. Họ đều là những nghệ sĩ trẻ nên áp lực về việc nghệ sĩ trẻ tham gia Táo Quân 2024 được chia đều cho nhau. Nữ diễn viên tiết lộ, mọi người đều lăn xả, không ai kém ai. Có thể chúng tôi không giỏi và phải cố gắng rất nhiều, nhưng chúng tôi có sự tâm huyết, ngày nào cũng tập đến 3-4 giờ sáng. Ngày tập vài ca, mỗi người đều cố gắng hết sức, còn được đến đâu thì phải chờ phản ứng của khán giả. Khi được hỏi có lo lắng về những phản hồi trái chiều từ khán giả, Thanh Hương cho biết đương nhiên cái mới thì khán giả sẽ để ý nhiều, nhưng điều này cũng mang lại màu sắc cho Táo Quân. Biết đâu khán giả lại thích một món ăn tinh thần đa dạng như vậy, tất cả vẫn phải đợi chờ phía trước. Nhưng trên hết, tất cả các nghệ sĩ đều đã cố gắng tập ngày đêm để mang đến cho khán giả chương trình Táo Quân tốt nhất với khả năng của mỗi người. Dù có thế nào, tôi cũng đã cố gắng hết sức. Thanh Hương sinh năm 1988, sở hữu chiều cao 1,7m, vốn là á hậu một cuộc thi Hoa hậu Hải Dương, nữ diễn viên đã công tác ở đoàn 2, nhà hát kịch Hà Nội từ nhiều năm nay. Trong sự nghiệp, Thanh Hương hóa thân nhiều vai diễn. Trên sân khấu kịch nói, Thanh Hương đã thành công ở nhiều vai diễn như vai Na Ca Ve, vở Những đứa con bị đánh cắp, vai Ô Xin, vở Nghề nuôi vẹt, vai Liên chặt gạch, vở Ông không phải là bố tôi, vai Khánh Linh, vở Những người con Hà Nội, vai Chủ quán, vở diễn Tiếng đàn vùng Mê Thảo, Thúy Hà trong vở diễn Ngôi nhà trong thành phố, bác sĩ Nga trong vở Đôi mắt, vợ Tham Trung trong vở Bì vỏ, vai Kiều trong vở Thúy Kiều. Ngoài các vai diễn trong chính kịch, Thanh Hương còn đảm nhận nhiều vai diễn hài của nhiều vở kịch của nhà hát kịch Hà Nội, cũng như vai hài trên truyền hình. Thanh Hương có giọng hát hay trời phú, nữ diễn viên đã tham gia nhiều cuộc thi và đoạt giải quán quân cuộc thi hát Trời sinh một cặp năm 2019. Trên truyền hình, nghệ sĩ Thanh Hương đã tham gia nhiều bộ phim đình đám như Hậu họa, Những cánh hoa trước gió, Người phán xử, Quỳnh búp bê, Sống chung với mẹ chồng, Sinh tử, Hạnh phúc không có nơi cuối con đường, Anh có phải đàn ông không, Thương nhớ ở ai, Những ngày không quên, Mùa hoa tìm lại, Cuồng phong và gần đây nhất là bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Trong số các vai diễn truyền hình do Thanh Hương đảm nhận, nhiều vai diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả như vai Phan Hương trong phim Người phán xử, Lan Ca Ve trong phim Quỳnh búp bê, vai Luyến trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Dù đảm nhận vai diễn nào, diễn viên Thanh Hương đều chăm chút, trân trọng. Có những vai diễn Thanh Hương phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng để giảm cân cho phù hợp với vai diễn, hoặc ngày đêm học lời thoại, rèn luyện đài từ, dáng điệu cho phù hợp với nhân vật. Thế nên mỗi vai diễn, dù là nữ chính hay phụ, Thanh Hương đã luôn thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.